Ben đã lụm được một cục gì đây? Một miếng gan. Ben chỉ quyết tâm đi kiếm gan mà thôi hả Ben? Nó té. Nó té nữa đó Ben. Vậy bạn cũng kết đã kiếm được một miếng gan. Bạn đang đớp được một miếng gan khác. Trời ơi, sao chiến đấu vô nguyên cái mâm luôn rồi. Đớp được miếng gan rồi, chạy ra ăn. Đó, đớp được miếng gan nữa rồi đó. Bạn ăn cơm đi nha, kiếm gan hoài nha. Bên con quần quá bên. Trời ơi, còn cái kìa.